mệt mỏi hàng ngày. Kính chào quý vị và các bạn. Để giúp quý vị chọn lọc và xem được những chương trình hay, đặc sắc trên sóng HTV của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng Giêng năm 2009, chúng tôi sẽ phát sóng chương trình HTV hôm nay vào lúc 5 giờ, 12 giờ và 19 giờ. Chương trình này sẽ giới thiệu cụ thể khung giờ phát sóng các chương trình trong ngày và giới thiệu nội dung một số chương trình để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Nhân dịp năm mới cũng là ngày đầu tiên chương trình HTV hôm nay lên sóng, thay mặt những người thực hiện chương trình, Quỳnh Giang xin kính chúc quý vị và các bạn một năm thành công và hạnh phúc. Còn bây giờ, Quỳnh Giang xin giới thiệu đến quý vị những chương trình đặc sắc từ 19 giờ đến 4 giờ ngày 2 tháng Giêng năm 2009 trên kênh HTV7. Volga là con sông dài nhất châu Âu với chiều dài 3.690 km và được xem như linh hồn của nước Nga. Bắt nguồn từ vùng đồi Vandai ở độ cao 225 mét trên mực nước biển và kết thúc đổ vào biển Kapsi. Bộ phim truyền hình thuộc loại ký sự đường xa Trở lại Volga được phát sóng lúc 21 giờ 10 phút sẽ chuyển tải cho người xem những nét khắc họa đặc sắc nhất về cảnh sắc thiên nhiên, phong tục tập quán, cuộc sống thường ngày của cư dân ven dòng Volga, nét truyền thống cùng nhịp sống hiện đại của đất nước Nga. Vì không chấp nhận nhân duyên với phò mã do Thái hậu chỉ định, nàng công chúa nghịch ngợm Thương Thiên Bối đã cải dạng thành nam. Phim dài 32 tập do Trung Quốc sản xuất đang thu hút nhiều khán giả xem truyền hình. Mời quý vị đón theo dõi tập 12 của bộ phim Thiên Hạ Thái Bình được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút trên kênh HTV7. Và sau đây, Quỳnh Giang mời quý vị cùng điểm qua những chương trình được phát trên kênh HTV7 từ 19 giờ tối nay.